ta đi tìm hiểu về phần lý thuyết đầu tiên, đó là hình nón. Vâng, hình nón được tạo ra khi nào? Các bạn lưu ý khi quay một tam giác vuông AOC. Tam giác AOC là tam giác vuông và người ta quay cái tam giác vuông AOC một vòng quanh cạnh góc vuông của nó là cạnh OA cố định, được chưa nào? Ta có tam giác AOC, được chưa? Tam giác AOC vuông tại đâu? À, vuông tại O, đúng không nào? Ta giữ cạnh AO cố định, sau đó ta quay cái tam giác AOC quanh cạnh AO. Thì lúc này các bạn và cô cùng xoay nhé. Ta xoay nào. Xoay sang đến đây rồi đúng không ạ? Xoay tiếp. Ok chưa nào? Đó, các bạn thấy rằng là khi mà xoay về đây, xoay về, nó trở về mốc ban đầu. Thì ta sẽ được là khi quay cái tam giác AO, AOC quanh cái cạnh AO cố định thì ta sẽ được một hình, được chưa nào? Cái đáy của nó là hình hình tròn và cái cạnh AC nó quét từ bên bên này sang bên kia, đúng không ạ? Và cái hình này được tạo nên người ta gọi đó là hình hình nón. Ok chưa nào? Cạnh OC quét lên đáy của hình nón, đáy của hình nón là một đường tròn tấm tấm